nhà nước nó phải mua lại Ocean Bank là đòi hỏi tất yếu. Việc có nhiều ý kiến cho rằng giá mua không đồng là không hợp lệ. Việc định giá mua đã có định giá về giá trị vốn sở hữu tại thời điểm xác định là âm vốn sở hữu là 2,5 lần và ngân hàng nhà nước yêu cầu cổ đông nộp tiền nhưng không nộp tiền và không có khả năng thực hiện. Như vậy có đủ căn cứ để xác định giá trị vốn sở hữu của Ocean Bank là không còn giá trị. Việc ngân hàng nhà nước mua không đồng là có lợi cho các cổ đông. Nhà nước gánh một hậu quả nợ cũng như là những việc phát sinh khác. Theo văn bản trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì việc mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần của Ocean Bank với giá không đồng là có cơ sở pháp lý. Từ những phân tích đó thì tại thời điểm này cũng không có căn cứ nào có thể bác được cái việc mua không đồng của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, ý kiến của các luật sư và các bị cáo nêu ra là không có cơ sở. Được ra những cái sai phạm, những cái tồn tại, những cái quản trị rất là yếu kém, vi phạm pháp luật của ban điều hành cũng như hội đồng quản trị của Ngân hàng Đại Dương. Và chính những cái hoạt động yếu kém đó, nó đã làm cho Ocean Bank mất vốn chủ sở hữu, âm vốn chủ sở hữu và nhà nước đã phải mua lại bắt buộc Ngân hàng Đại Dương này. Thì sau khi người đó đại diện hợp tác thì bị cáo rất là tôn trọng, không nói lên tài chính, bởi vì cái việc mà thay đổi cái quan điểm luận tội của các vị giám sát thì là không hề đơn giản. Tuy nhiên ấy, vì bị cáo phải lên trình bày lại thì không phải cho riêng bị cáo mà cho các lãnh đạo các tập đoàn của tập đoàn dầu khí của cái thời kỳ 2006-2011. Thì bị cáo chỉ mong muốn sự thật nó phải được sáng tỏ, hoàn toàn khách quan chứ không phải là ý kiến chủ quan. Qua nghe cái bản luận của các đại diện giám sát cũng như cái bản phần đối đáp ngày hôm nay thì bị cáo xin phép được chỉnh thêm, nói thêm và cũng như khẳng định lại cái lời đối đáp của giám sát. Trước tiên thì bị cáo hoàn toàn tôn trọng những cái ý kiến đưa ra của giám sát.